Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Phụ nữ khởi nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết: khi đất ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn. Thật vậy, trong cuộc đời mỗi con người, một khi có duyên gắn bó với một vùng đất địa danh, thì vùng đất địa danh ấy sẽ trở thành miền ký ức, thành kỷ niệm đẹp mỗi khi phải rời xa. Cũng như bao người khác, quê hương đã trở thành tình yêu mãnh liệt đối với chị Lê Thị Hiền ở thôn 2 xã Đa Cai, huyện Đức Linh. Nơi ấy cất giữ những kỷ niệm thời thơ ấu ngây thơ và tinh nghịch. Nơi ấy cũng lưu giữ những chiếc bánh chia đôi, những ngày đôi chân trần đến lớp và cả những buổi cơm chưa đủ ngon, những chiếc áo chưa đủ ấm. Dù cuộc sống không đủ đầy, dù tuổi thơ cơ cực, nhưng trong mỗi người luôn có những khát vọng, những tâm nguyện vươn lên để sau này có thể giúp ích cho quê hương. Sau nhiều năm bôn ba khắp nơi trên bước đường lập nghiệp, chị Lê Thị Hiền đã quyết định trở về quê hương mình với mong muốn làm một điều gì đó góp phần cho người dân quê mình ngày một khởi sắc. Sau đây là những ghi nhận của chúng tôi về người phụ nữ bản lĩnh, quyết đoán trong khởi nghiệp và tâm nguyện về những điều tốt đẹp với quê hương. Dưới cái nắng nóng oi ả của tiết trời đang trong giai đoạn chuyển mùa, cùng với những cơn gió thổi tung mù cát bụi. Nhưng chúng tôi không muốn rời bước khi ghé thăm cơ sở sản xuất gốm sứ của chị Lê Thị Hiền ở thôn 2 xã Đa Cai, huyện Đức Linh. Nhìn những thao tác khá chuyên nghiệp qua những công đoạn sản xuất gốm sứ của công nhân, chúng tôi không nghĩ rằng trước đó họ là những lao động phổ thông, là những nông dân chân lắm tay bùn. Bước đầu trở về quê hương, lao động là nỗi trăn trở nhất đối với chị Hiền. Bởi làm gốm sứ, một mặt hàng thủ công mỹ nghệ rất kén thợ. Thế nhưng, một khi đã quyết tâm chuyển hướng khởi nghiệp, chị đã đào tạo nên một lực lượng lao động khá lành nghề. Lúc đó thì em nghĩ là Đa Cai là một nơi mà quá thuận tiện cho em, bởi vì nó không có cách xa quá thành phố Hồ Chí Minh là một. Và cái thứ hai nữa thì về quê để lập nghiệp cũng là một cái câu chuyện gì đó khiến cho em nghĩ là nó sẽ có giá trị cho người dân Đa Cai. Thì khi về Bình Thuận thì đối với em cái sự khó khăn ban đầu nó rất là nhiều, bởi vì người dân Đa Cai mình á, hoặc là những cái người dân lân cận xung quanh thì họ chủ yếu làm nông và không có cái kiến thức hoặc là một cái sự tiếp cận nào trước đó về làm gốm, mà làm gốm gia dụng nữa thì nó cũng khá là đặc thù. Nó là một cái loại hình không phải là sản xuất một cái sản phẩm đơn thuần, mà nó còn là một cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đi qua rất là nhiều ngày, nhiều tháng cố gắng thì tụi em đã đi tới cái ngày hôm nay. Trước khi đến với nghề sản xuất gốm sứ, chị Hiền làm việc trong lĩnh vực tài chính với thu nhập mà nhiều người luôn mơ ước. Nhưng rồi tình yêu và niềm đam mê gốm trong chị cộng với sự khát khao khẳng định bản thân đã thôi thúc chị rẽ sang một hướng đi khác. Hướng khởi nghiệp mà chị cho rằng giống như câu chuyện về sự sinh tồn của loài chim tu hú. Và đó là lý do giải thích vì sao các dòng sản phẩm của chị đều mang thương hiệu gốm sứ tu hú. Em lựa chọn cái tên tu hú bởi vì nó hoàn toàn matching cho cả hai cái ý nghĩa về mặt cách làm và về mặt sinh tồn của nó. Và tới thời điểm bây giờ thì thương hiệu tu hú được mọi người đánh giá rất là cao và cũng rất là yêu mến bởi vì cái câu chuyện của ngày khởi đầu. Cho tới thời điểm hiện nay, cái điều mà em cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất đó chính là em đã có được một cái đội ngũ nhân sự thực sự rất là phù hợp với mình và với doanh nghiệp tu hú Ceramics. Chúng em phù hợp về tư duy, phù hợp về cái lối sống, phù hợp về cái mong muốn và nguyện vọng phát triển trong đời sống là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa thì là em rất là hạnh phúc khi mà sản phẩm của tu hú Ceramics được các anh chị ở Việt Nam, các khách hàng ở Việt Nam và ở các quốc gia khác như Mỹ, châu Âu hoặc là Nhật Bản rất là ưa chuộng. Và cho tới tại thời điểm bây giờ, tụi em đã có hơn 130.000 khách hàng trên khắp thế giới.
Gốm sứ là hàng thủ công mỹ nghệ, không chỉ đòi hỏi độ bền, khả năng giữ nhiệt, dễ sử dụng, dễ vệ sinh, mà còn đòi hỏi yếu tố nghệ thuật về mẫu mã, hoa văn, họa tiết, màu sắc. Đó là tất cả những gì mà bao năm nay chị Hiền tìm tòi, nghiên cứu để đưa vào từng sản phẩm. Nhờ đáp ứng các tiêu chí về một sản phẩm gốm sứ, nên các đồ dùng gia đình được làm bằng đất sét của chị Hiền đã được thị trường chấp nhận, nhất là phân khúc thị trường cao cấp. Hiện nay, các sản phẩm gốm sứ Tu Hú không chỉ có mặt khắp cả nước mà còn được xuất khẩu sang các nước Mỹ, Đức, Pháp và các nước châu Á. Sản phẩm đắt hàng cũng đồng nghĩa công nhân có thời gian làm việc thường xuyên, thu nhập ổn định. Bình quân, mỗi năm chị giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động, hỗ trợ bán hàng giá rẻ cho bà con địa phương. Việc sử dụng các sản phẩm gốm sứ trong gia đình không chỉ giúp chị em nội trợ dễ vệ sinh, làm đẹp khuôn viên nhà, bếp, mà còn hạn chế sử dụng các vật thể rắn, chất nhựa, ni lông, góp phần thực hiện tốt phong trào 5-0, 3 sạch. Đó là sạch từ trong bếp, trong nhà, sạch ra ngoài ngõ. Gốm sứ Tu Hú thì đặt chân trên địa bàn thôn 2 xã Đa Cai. Thì trước tiên thì giúp cho chị em phụ nữ được tiếp cận được cái gốm sứ gia dụng cao cấp và giá thành thì phải chăng, đỡ tốn kém cái tiền vận chuyển. Thứ hai là tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ. Tại xưởng gốm thì hiện tại nay là có 10 chị em, lương bình quân từ xa 6 đến 10 triệu một tháng. Thì thứ ba là cũng mong các cái cơ quan doanh nghiệp về tại địa phương để góp phần tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ ở xã Đa Cai. Từ một con người lớn lên trên quê hương miền núi Đa Cai, huyện Đức Linh, với bao quyết tâm và nỗ lực, giờ đây chị Lê Thị Hiền đã gặt hái được những thành công bước đầu và góp phần giúp quê hương giải quyết việc làm cho lao động về an toàn vệ sinh trong sinh hoạt gia đình. Và điều quan trọng hơn là chị đã góp phần đưa sản phẩm truyền thống thủ công mỹ nghệ của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Dẫu vậy, với chị Lê Thị Hiền thì mọi thứ mới bắt đầu, bởi chỉ vài năm thôi vẫn chưa đủ dài để khẳng định sự bền vững. Trên con đường khởi nghiệp phía trước, cộng với sự cạnh tranh với các thương hiệu mạnh để khẳng định tiềm năng và lợi thế của các sản phẩm địa phương Bình Thuận, mà cụ thể là mặt hàng gốm sứ, rất cần sự hỗ trợ và tạo điều kiện về nhiều mặt từ các cơ quan, ban, ngành, nhất là nguồn nguyên liệu và các thủ tục pháp lý về kinh doanh, xuất khẩu, sở hữu trí tuệ về thương hiệu sản phẩm. Mong rằng với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ tận tình của chính quyền địa phương, xưởng sản xuất gốm sứ Tu Hú của chị Lê Thị Hiền không chỉ là nơi giải quyết việc làm cho lao động địa phương, mà còn là điểm thu hút khách tham quan trong và ngoài nước về một nghề truyền thống của Bình Thuận, Việt Nam. Đây cũng là nơi để chị em phụ nữ chiêm nghiệm thêm về một mô hình khởi nghiệp khá thành công. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Phụ Nữ Khởi Nghiệp kỳ này của Đài Phát Thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.